Dạ, kính thưa thầy và quý vị anh chị em của bác ở đây. Dạ, tôi thì đã mổ sẵn rồi, tôi không có phải là muốn bụng nhỏ, người nhỏ, nhưng mà tôi có một số chị em bạn với em út đó, nó hơi béo, cho nên tôi đã xem được cái đĩa của thầy ở cái đoạn trước thầy nói là vấn đề bỏ đói cơ thể đó. Mà hôm nay thì tôi muốn hỏi để cho rõ ràng để về để mình chia sẻ lại với chị em. Là xin câu hỏi, muốn được ốm bụng nhỏ, áp dụng bỏ đói cơ thể, khi thấy được kết quả tốt rồi thì ngưng hẳn, hay phải một tuần lễ bỏ đói vài ngày, rồi từ từ sau đó mới ăn lại bình thường, là vì không muốn ốm thêm? Dạ. Trong cái phần mà bỏ, gọi là bỏ đói cơ thể đó, thì trong cái phần Facebook là hôm qua là tôi có đưa lên này. Thì hồi hôm qua tôi chỉ mới đưa cái chuyện nước thôi, nhưng mà chiều nay về tôi sẽ đưa tiếp cái phần bỏ đói cơ thể. Còn cái vấn đề mà chị đặt câu hỏi á, là có những người mà muốn bụng nhỏ rồi sau đó là muốn stop tới đó thì làm cách nào. Thực ra mà nói á, mà như trường hợp của tôi á, thì cái ngày xưa bụng tôi to, mọi người nhìn lên trên cái trên cái Facebook thì sẽ thấy bụng rất to, mà bây giờ bụng tôi về bây giờ gọn bằng thì cái chuyện đó là mọi người hiểu như nè, cái cách bỏ đói đó là mục đích của nó là làm cho tiêu mỡ chứ không phải tiêu thịt. Cho nên đó là như tôi á, là cái số trọng lượng về cân á, là nó không giảm nhiều nhưng mà nó lại tiêu đi cái mỡ. Do đó là cái nhịn bỏ đói của mình là từ 8 giờ tối cho đến 12 giờ trưa. Và cái điều quan trọng á, là trong lúc bỏ đói là mình không được dùng bất cứ một cái loại nước hoặc là trái cây nào mà có ngọt mặn trong đó, mà chỉ dùng đơn thuần là nước lọc thôi. Có thế thôi. Rồi khi nào á là mình tiêu cái mỡ cái bụng nó gọn lại á, thì mình vẫn tiếp tục là không ăn sáng, nhưng mà buổi trưa mình ăn phải đầy đủ, rồi buổi chiều á thì mình ăn cũng ăn nhẹ, không ăn nặng. Nhưng mà trước đó như tôi là tôi buổi chiều tôi ăn trái cây, ăn rau cải, hay là mình nấu cái súp để cho nhẹ nhàng, hoặc là làm chén cháo gì đó là được rồi, thì nó không có xuống cân nữa, mà nó cũng không có làm cho cái cơ thể mình nó suy yếu nữa. Cái điều quan trọng là mình phải trưa là mình phải ăn cho đầy đủ, thịt cá đầy đủ, đừng nhịn, thì nó không có xuống kilo mà nó cũng không có ốm nữa. À, chỉ vậy thôi. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Đường dây nóng đá trườm dụng cụ Sài Gòn, điện thoại 0125800229, Hà Nội, điện thoại 0983581652.